Chào các bạn. Hôm nay đội thị trường của Vĩnh Bảo Hải Phòng tổ chức bữa dạ tiệc tất niên. Mình chia sẻ với các bạn. Buổi chiều nay thì đội văn nghệ đã triển khai thì mình đã chia sẻ các bạn trên Facebook. Bây giờ đến lúc dùng tiệc, mình chia sẻ các bạn một chút cho nó vui. Đấy, không khí rất là phấn khởi, kể cả chị em cũng rất là có sức chiến đấu mãnh liệt. Với Lưu Huy Mây thì bất kỳ ai, bất kỳ nữ tuổi nào đều có sức chiến đấu. Đấy. Rất tuyệt vời. Chào các bác, chúc các bác ngon miệng. Vâng. Đấy, các bạn thấy hết sức là vui vẻ, rất tuyệt vời. Đây là lãnh đạo Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Giữa cá thể thì anh em nhà phân phối là hoạt động như là cả một năm dòng giã. Hôm nay cũng có một ngày nghỉ ngơi để như là sum họp thì tất cả anh em đội nhóm trên như là khu vực như huyện Vĩnh Bảo thì hôm nay thay mặt cho trưởng nhóm thì Hồng Cẩm cũng xin như là chúc sức khỏe cho mọi người và như là xin chào tất cả như là những người đang như là theo dõi chương trình của Hồng Cẩm và như là muốn chúc cho mọi người sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, và xin thay mặt cho tất cả anh em xin cảm ơn lãnh đạo Nguyễn Thị Hồng Cẩm, xin cảm ơn. Okay. Nhưng mà cho là quê nhà mình là chỗ nào? Lão đi đồng luôn, đi
một cầu. Bên này là đi đông độc giá tôi 58 người. Mà tôi tại sao tôi đi muộn đáng lẽ tôi đã 3 đây các bạn thấy chị Cam là một trong những nhà phân phối mà là phụ nữ mà chị uống rượu rất là tuyệt vời đấy, chị nâng lên 100% chúc tất cả các nhà phân phối và các lãnh đạo cũng như quý khách đấy, rất tuyệt vời, chị uống 100% luôn. Có mấy khi có được những người phụ nữ tuyệt vời như chị Cam đây. Không khí rất là vui vẻ các bạn ạ. Sau một năm vất vả thì anh chị em các nhà phân phối cùng các quý khách gần xa thân yêu thì cũng đã tụ họp về đây cùng chung những chén rượu và những câu chuyện rất là tuyệt vời, chia sẻ về sản phẩm Alpha Lipid là vật đai kháng thể của Liu Mây. Hôm nay là bữa dạ tiệc tất niên của thị trường Vĩnh Bảo, và cũng để góp vui chương trình thì mình cũng xin được dừng video tại đây cùng tham gia góp vui với tất cả các bạn và quý khách. Xin được chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.